Máy khoan đất Takeo xin chào quý bà con. Xin mời bà con cùng máy khoan đất Takeo trải nghiệm về máy hoạt động khoan đất trồng trụ hàng rào, khoan đất trồng cây với đường kính lớn từ 20 đến 30 cm và độ sâu lên tới 80 cm. Nếu bà con khoan thủ công thì rất là khó khăn và mất nhiều thời gian. Và chúng tôi giới thiệu với bà con về dòng máy khoan đất của Takeo, động cơ 68cc, khoan rất là nhanh, trung bình một ngày 8 tiếng có thể khoan được từ 400 đến 500 hố, có thể sử dụng một người hai người khoan.